Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Ra mắt trang thông tin điện tử Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể thành phố Lào Cai. Hưởng ứng tháng cao điểm gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo tại các địa phương. Lan tỏa tấm lòng nhân ái từ các thầy cô. Hình tượng Bác Hồ kính yêu mộc mạc giản dị mà rất đối thiêng liêng trong các tác phẩm hội họa. Tin trong nước và quốc tế, giá vé máy bay cao, du lịch hè né đường bay. Lào tiếp tục khai quật được nhiều tượng đồng cổ. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng 18 tháng 5, Ban tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Lào Cai năm 2024 đã tổ chức tổng duyệt các nội dung chương trình. Tại buổi tổng duyệt, các đơn vị đã hợp luyện màn meeting diễu hành biểu trưng lực lượng, lan tỏa thông điệp phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà đến các tầng lớp nhân dân. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Lào Cai năm 2024 có sự tham gia của 9 đội đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đội có 8 thành viên tham gia 2 phần thi gồm lý thuyết, trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phần thực hành chữa cháy nhà ở và cứu người, di chuyển tài sản. Hội thi diễn ra vào sáng mai ngày 19 tháng 5 tại quảng trường trung tâm hội nghị thành phố. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Lào Cai và trên các nền tảng số của đài. Trang thông tin điện tử Đảng ủy cơ quan Đảng đoàn thể thành phố Lào Cai đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là phần việc hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lào Cai, 30 tháng 11 năm 2004, 30 tháng 11 năm 2024. Trang thông tin điện tử Đảng ủy cơ quan Đảng đoàn thể thành phố Lào Cai là một trang thành viên của Cổng thông tin điện tử thành phố, có địa chỉ truy cập https://tplaokai.lao-cai.gov.vn/trang-đảng-đoàn, gồm 10 chuyên mục thành phần như hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thư viện ảnh và các tư liệu, thông tin hoạt động của Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể. Trang thông tin điện tử Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể thành phố đi vào hoạt động sẽ là nơi cập nhật thông tin, lưu trữ các tư liệu quý có tính giáo dục truyền thống để sử dụng lâu dài. Đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh do đồng chí Ngô Hữu Tuyên, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, đã thực hiện kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ tại huyện Bát Sát. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, đoàn đã kiểm tra công vụ và việc chấp hành chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh tại 13 cơ quan đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức cơ bản thực hiện đúng quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng cán bộ chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa chấp hành giờ làm việc. Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Bát Sát chỉ đạo khắc phục ngay các tồn tại, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2024 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, tăng cường triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PAR Index, CPAT. Thưa quý vị và các bạn, trách nhiệm của một người giáo viên là phải nắm bắt, chia sẻ kịp thời với những khó khăn của học trò, động viên giúp đỡ các em yên tâm đến trường, cố gắng học tập tốt. Với tâm niệm ấy, cô giáo Chu Thị Ngọc Thủy, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sán Trải, huyện Simacai đã có nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa dành cho học trò của mình, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong môi trường sư phạm. Ngày thứ Bảy, toàn trường nghỉ học. Cô giáo Chu Thị Ngọc Thủy cùng ban giám hiệu nhà trường và các em học sinh đến thăm tặng quà cho em Vàng Ngọc Thủy. Em Thủy là học sinh mồ côi mẹ, lại mắc bệnh hiểm nghèo.
nhận nhiều chuyện như thế thì bạn Thủy có thích không? Mà cô rất thích. À, rất thích. Nếu mà nhận được nhiều chuyện như này thì em sẽ làm gì với những câu chuyện này? Em sẽ đọc cho hai em nghe. À, đọc cho hai em nghe, đúng không? Cô đúng. Ừ, mỗi khi buổi chiều đi học về thì em sẽ đọc những câu chuyện rất là hay này và cho các em. À, thế ngoài ra thì bạn Thủy có cần thêm cô hỗ trợ về môn học gì không? Được, cô có. Môn gì nhỉ? Môn toán. Vì sao lại hỗ trợ môn toán mà không phải môn khác? Được, cô, vì môn toán khó nhất. À, vì môn toán khó nhất. Khó hơn môn gì nhỉ? Khó hơn môn tiếng Việt. À, rồi. Ngọc Thủy mắc căn bệnh hiểm nghèo khi chưa đầy 3 tuổi. Khi Thủy đang học lớp 2, mẹ em qua đời vì căn bệnh ung thư. Khó khăn chồng chất, đầu tháng 4 vừa qua, gia đình em lại lâm vào cảnh màn trời chiếu đất bởi thiên tai. Từ cái đợt cháu với hai mẹ con ốm thì cũng được nhà trường rất là quan tâm, với lại là kêu gọi các nhà họ tâm, với lại là cô Thủy cũng hỗ trợ cháu và kêu gọi cho cháu này tiếp tục có cái vốn để đi duy trì cái căn bệnh này ung thư và tiếp tục đến lớp để cùng các bạn học hành. Và tôi mong rằng học sinh của không những học sinh của tôi mà học sinh trên địa bàn của toàn huyện Simacai sẽ được thêm sự giúp đỡ của những mạnh thường quân, những cơ quan, đơn vị cá nhân để cho cuộc sống của các em đỡ vất vả hơn. Và thứ hai là những bạn học sinh mà còn khó khăn ở trong nhà trường, các em cũng thấy là bản thân mình được quan tâm, được giúp đỡ, các em sẽ cố gắng hơn trong cuộc sống, trong học tập. Và những em học sinh mà có hoàn cảnh khá hơn một chút thì các em cũng sẽ có tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách để cuộc sống của tất cả các em đều tốt đẹp hơn ạ. Hết lòng yêu thương học trò, thời gian qua, cô Chu Thị Ngọc Thủy đã kêu gọi ủng hộ được 126 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật trị giá gần 60 triệu đồng để chăm lo hỗ trợ cho em và Ngọc Thủy và các em học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Trong đầu năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục để phát động những cái phong trào khác để tạo điều kiện cho em và Thị Ngọc Thủy có cái điều kiện học tập, điều kiện vui chơi, điều kiện học tập và có điều kiện để phụ giúp vào cái công việc khám chữa bệnh cho em được tốt nhất. Những tấm lòng nhân ái như cô giáo Chu Thị Ngọc Thủy đã và đang được lan tỏa sâu rộng trong ngành giáo dục và cộng đồng xã hội, giúp những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, học tập. Hơn 2,3 tỷ đồng là số tiền phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo Yên huy động được từ 54 tổ chức cá nhân dịp hưởng ứng tháng cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo Yên đã phát động tuần cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 5. Riêng tại lễ phát động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024 diễn ra vào ngày 17 tháng 5 đã huy động được 800 triệu đồng. Số tiền huy động được sẽ bổ sung thêm nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn chính sách của nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. 4 tháng đầu năm nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bảo Yên đã huy động được hơn 73 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn giao dịch tại các điểm giao dịch xã đạt trên 15 tỷ đồng. Sau 17 ngày phát động tháng cao điểm, gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, đã có 46 sổ tiết kiệm được mở tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bát Sát với tổng số tiền trên 1 tỷ 926 triệu đồng. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bát Sát tiếp tục kêu gọi các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo. Từ đó bổ sung nguồn vốn để đơn vị thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, với đồng bào các dân tộc Lào Cai, tình cảm và những câu chuyện kể, những tư liệu về Bác không chỉ hiện hữu trong cuộc sống mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có hội họa. Bằng ngôn ngữ riêng của nghệ thuật tạo hình,
các tác phẩm hội họa đã khắc họa hình tượng Bác Hồ kính yêu, mộc mạc giản dị mà rất đỗi thiêng liêng. Lào Cai một sáng mùa thu, tác phẩm đạt giải A cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, được họa sĩ Nguyễn Huy Hiệp vẽ dựa trên những tư liệu lịch sử về chuyến thăm Lào Cai của Bác vào năm 1958. Tác phẩm cuốn hút không chỉ bởi sắc màu tươi vui mà còn bởi không khí đầm ấm thân thương của buổi gặp gỡ giữa Bác với đồng bào các dân tộc Lào Cai. Trong bức tranh của tôi thì các nhân vật đều thể hiện được một cái sự rất là hạnh phúc trên cái khuôn mặt. Ai cũng hồ hởi và rất là hạnh phúc khi được gặp Bác. Và ai cũng bất ngờ, trong ánh mắt vẫn có cái sự bất ngờ. Dù rằng biết rằng là Bác rất là bận công việc, Bác vĩ đại như thế nhưng Bác vẫn rất là quan tâm. Với các họa sĩ Lào Cai, ai cũng có tác phẩm về Bác Hồ. Một đề tài lớn luôn được làm mới dưới nét cọ và đôi tay tỉ mẩn, tài hoa của những họa sĩ. Mỗi tác phẩm hội họa đều thể hiện tình cảm yêu thương, kính trọng của các họa sĩ cũng như hàng triệu người dân Việt Nam đối với người. Chủ đề tôi thường lựa chọn là chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi. Đây là một hình ảnh tôi thấy rất là đẹp. Và gam màu tôi thường sử dụng trong đó là vàng và nâu, thể hiện được sự tươi vui đồng thời cũng là thể hiện được sự giản dị của Bác. Trong nhiều bức tranh của thiếu nhi Lào Cai, hình tượng Bác Hồ cũng rất quen thuộc và gần gũi. Bằng những nét vẽ ngây thơ và tấm lòng yêu mến, kính trọng, các em đã vẽ Bác thật dung dị, hiền từ, luôn dành tình cảm trìu mến với các cháu thiếu nhi. Bức tranh của con là Bác Hồ và bạn nhỏ ở Lào Cai. Trong tưởng tượng của con, Bác Hồ là một người hiền từ và yêu mến các bạn nhỏ, thế nên con vẽ bức tranh này. Con vẽ bức tranh này thể hiện tình cảm Bác Hồ. Con rất kính trọng và yêu quý Bác. Những tác phẩm hội họa đã góp phần không nhỏ trong việc lưu giữ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim mỗi người dân Lào Cai qua các thế hệ. Đặc biệt, trong những ngày tháng năm lịch sử này, những bức tranh càng gợi nhớ và khắc sâu hình ảnh Bác trong tâm khảm mỗi người, luôn nhớ về Bác với tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Tiếp theo chương trình, ươm mầm tài năng từ mô hình 12 cộng. Giải mã sự tiến hóa của cây bao Bác. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đoàn 559, 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, Trung tâm Truyền hình Việt Nam miền Trung Tây Nguyên VTV8 phối hợp với Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây, mang đến cho khán giả những câu chuyện chân thực và xúc động. Với chủ đề Khoảng trời và hũ bom, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương Theo chân Bác, Hoa nơi tuyến lửa và Bầu trời xanh mãi. Các tiết mục nghệ thuật đã đưa khán giả trở về với những năm tháng hào hùng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những thế hệ thanh niên Việt Nam đã hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do của dân tộc, của Tổ quốc hôm nay. Chương trình cũng là lời nhắc nhở những người trẻ về lòng tự hào truyền thống quý giá của dân tộc, về tinh thần quyết chiến quyết thắng mà cha ông ta đã để lại. Ngày 17 tháng 5, gần 1.600 học sinh các trường trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình tư vấn và định hướng VNU12+. Học sinh tham gia chương trình VNU12+ là học sinh trung học phổ thông hệ chuyên và không chuyên ở các trường trung học phổ thông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu. Chương trình được xây dựng với mục tiêu phát triển, thu hút đào tạo và hướng nghiệp sớm cho học sinh trung học phổ thông có tiềm năng, năng lực, tài năng thông qua việc lựa chọn tư vấn ngành nghề và tạo điều kiện cho học sinh đăng ký học sớm một số học phần trong các chương trình đào tạo trình độ đại học phù hợp. 12 cộng đào tạo tài năng trung học phổ thông liên thông đại học là mô hình đang được các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc triển khai. Ở nước ta, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đầu tiên được triển khai chương trình này. Sau cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, giá vé máy bay trong nước vẫn liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù cao điểm du lịch hè vẫn chưa tới. Thực tế này khiến cho các đơn vị lữ hành phải nỗ lực làm mới các sản phẩm du lịch nội địa, né đường bay để hút khách đi chơi hè. Giá vé máy bay biến động,
thì du lịch là lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và dễ thấy nhất. Du lịch hè cũng là mùa cao điểm khách đoàn. Nhiều đơn vị lữ hành chia sẻ khó chờ được đến lúc giá vé máy bay hạ nhiệt nên phải tự đưa ra phương án để né đường bay. Chúng tôi cũng có những khách hàng rất là lớn. Thì hàng năm là họ tổ chức khoảng cho 500 cán bộ công nhân viên của họ đi nghỉ mát. Thì với cả nghìn ngân sách là chỉ khoảng tầm là dưới 7 triệu thôi. Chúng tôi cũng đang phải xoay chuyển, nên là thay vì là đi tổ chức bằng đường bay toàn bộ thì có thể là sẽ tổ chức ở Hạ Long. Như vậy là cũng sẽ làm cho cái trung bình giá tour nó cũng giảm hơn rất là nhiều. Nếu như xu hướng du lịch của thế giới năm 2024 là du lịch nội khối, thì du lịch Việt Nam dưới sức ép của giá vé máy bay sẽ là du lịch nội vùng, du lịch đường bộ. Dù dự báo tương đối tích cực về số lượng khách sẽ thay đổi hình thức di chuyển, song các đơn vị lữ hành kỳ vọng hàng không và du lịch sớm có tiếng nói chung để phát triển bền vững. Bắt đầu từ dịp lễ 30 tháng 4 thì chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều những sản phẩm tour đường bộ. Và theo đánh giá của chúng tôi thì các tour đường bộ này nó đang có cái sức tăng và thậm chí rất là nóng. Bởi vì thứ nhất là đối với cái hình thức combo như chúng tôi đã nói thì hiện nay có rất nhiều gia đình họ có xe riêng thì họ có thể sử dụng dịch vụ combo để tạo nên sản phẩm du lịch cho cá nhân cho mình. Giá vé máy bay là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, là một cái cấu thành giá đầu vào khá lớn trong cái cơ cấu chi tiêu của khách cho một chuyến đi. Việc giá vé máy bay tăng cao do nhiều nguyên nhân của ngành hàng không cũng tác động rất là trực tiếp và tác động mạnh đến ngành du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa. Vừa qua, sau đợt kiểm tra của ngành hàng không, một số chặng bay trong nước đã giảm giá và các hãng sẽ tiếp tục tăng chuyến bay để phục vụ người dân cao điểm hè. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan thống kê Rostat của Nga cho hay nền kinh tế nước này đang tăng trưởng 5,4% trong quý đầu tiên của năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát của Nga cũng tăng trong tháng 4 lên mức 7,8%. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, nhiều khoản chi khổng lồ đã giúp nền kinh tế Nga tăng trưởng và giảm bớt đòn trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra lạm phát. Mặc dù giúp đảm bảo mức tăng trưởng mạnh mẽ, việc tăng chi tiêu quân sự của Nga đã gây ra một số khó khăn kinh tế trong nước. Lạm phát đã tăng từ 7,7% lên 7,8% trong tháng 4, vượt xa dự báo của các nhà phân tích và cao hơn mục tiêu chính thức 4% của chính phủ. Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất cơ bản lên 16% trong nỗ lực đối phó với tình trạng giá cả tăng cao. Ngày 17 tháng 5, truyền thông Mỹ dẫn nội dung bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch mở rộng việc sử dụng các sản phẩm phần mềm của hãng Microsoft trên tất cả các đơn vị trong bộ bắt đầu từ tháng 6 tới. Bản ghi nhớ có đoạn: để đẩy mạnh và nâng cao năng lực an ninh mạng của Bộ cũng như khả năng đạt được mục tiêu cấp chiến lược Zero Trust trước tài khóa năm 2027, mỗi đơn vị phải triển khai bộ ứng dụng Microsoft 365 E5 đầy đủ trong vòng 12 tháng. Tất cả các đơn vị của Bộ Quốc phòng phải bắt đầu triển khai chậm nhất là vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Hồi tháng 11 năm 2022, Bộ Quốc phòng đã công bố chiến lược Zero Trust, trong đó nêu chi tiết lộ trình tăng cường an ninh mạng trước khi kết thúc năm tài chính 2027. Cơ quan chức năng Lào cho biết các chuyên gia đã tiếp tục khai quật được thêm nhiều tượng đồng cổ tại khu vực vùng cát gần sông Mekong, đoạn chảy qua huyện Tôn Phượng, tỉnh Bò Kẹo, miền Bắc nước này. Giới chức Lào cho biết, đội khai quật đã tìm thấy một bức tượng Phật bằng đồng cổ cao tới 2,2 mét và 9 bức tượng đồng nhiều kích cỡ khác nhau trong hai ngày 15 và 16 tháng này. Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, công nhân trong quá trình sửa đường ở tỉnh Bò Kẹo đã phát hiện phần đầu của một bức tượng Phật cùng một số bức tượng nhỏ không đầu khác. Nhà chức trách nước này đã bắt đầu cuộc khai quật quy mô lớn tại khu vực này và tìm thấy hàng trăm bức tượng cổ. Cục Di sản Lào cho biết tất cả các pho tượng và cổ vật sẽ được đi kiểm tra và mở rộng diện tích khai quật. Các nhà khoa học Anh mới đây đã nghiên cứu sự tiến hóa và phát triển của cây baobab, loài cây biểu tượng cho châu Phi, đồng thời chỉ ra những mối đe dọa tiềm tàng đối với loài thực vật độc đáo này.
Cây baobab gồm 8 loại riêng biệt được tìm thấy ở khoảng 32 quốc gia châu Phi, Tây Bắc Australia và 6 loại khác đặc hữu ở Madagascar. Qua nghiên cứu DNA, những cây mang tính biểu tượng xuất hiện lần đầu tiên ở Madagascar cách đây 21 triệu năm và hạt giống của chúng sau đó được dòng hải lưu mang theo đến Australia và cả lục địa châu Phi, phát triển thành các loài riêng biệt. Nghiên cứu cũng khẳng định do hệ sinh thái khác biệt cũng như độ đa dạng di truyền thấp nên các cây baobab có nguy cơ bị giảm khả năng phục hồi trước những xáo trộn sinh thái và sự phân mảnh môi trường sống. Thưa quý vị và các bạn, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng tọa lạc tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 17. Di tích này hiện lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị, trong đó có cặp long sàng bằng đá đã được công nhận bảo vật quốc gia. Cặp long sàng cổ được chế tác từ tảng đá xanh nguyên khối, giữa long sàng được trang trí hình rồng cuộn mang đầy đủ nét đặc trưng của rồng thời Lê Trịnh. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng hình ảnh cặp bảo vật long sàng ở đền vua Đinh Tiên Hoàng trong một góc nhìn cuộc sống ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.